Đây là chầu lan vũ nữ pháo hoa. Hoa của nó thì cũng khá là đẹp. Tôi có thể cầm cái cây nhấc lên và lắc rất mạnh, nhưng mà không có lo gì cái việc là nó tụt giá thể ra cả. Nhìn thế này thì có lẽ ai cũng nghĩ rằng là cái chậu này tôi đã trồng rất là lâu và rễ nó đã được bám chắc vào trong thành chậu. Nhưng thực tế đây là một cái chậu tôi mới trồng, vừa trồng xong luôn. Đây là một việc làm rất quan trọng, nó quyết định phần lớn đến việc phát triển cũng như là cây sống hay chết. Đối với những cây mà chúng ta sang chậu. Nếu như ai quan tâm đến cách trồng này á, thì xin mời mọi người theo dõi nội dung chia sẻ tiếp theo nhé. Tôi đang đưa lên đây là cái mặt hoa của một cái dòng vũ nữ là pháo hoa. Đây là mặt bông vũ nữ pháo hoa. Còn đây là mặt bông của vũ nữ AK Baby. Đấy, AK Baby là số các cái chậu cây tôi đang để ở đó đó. Đối với một mặt hoa của lan vũ nữ như thế này thì cũng khá là đẹp. Đây chúng ta quan sát trực diện nó nhé. Khuôn bông của nó thì dày dặn, khá cứng. Hoa thì khá là to. Cái váy của nó cũng to bằng, to hơn cả ngón tay cái của chúng ta đấy. Và đối với những bông hoa vũ nữ mà dòng cánh sáp này thì thường nó độ bền nó khá là cao. Tuy nhiên đối với dòng với lại cái hoa này á, vũ nữ pháo hoa này nó không thơm. Trên YouTube tôi vẫn thấy một số người có mô tả nó thơm. Có người thì bảo thơm nhẹ, có người thì bảo thơm ngào ngạt. Vậy nên là cũng có thể là người ta không biết mà người ta nói, hoặc là người ta nói nhầm sang cái vũ nữ, sang cây vũ nữ anh đào. Cây này mà trồng một bụi lớn mà nó khỏe thì nó nở hoa rất là đẹp. Còn bây giờ tôi sang cái nội dung chính là hôm nay tôi sẽ trồng cái cây vũ nữ pháo hoa này. Thời gian qua thì một số anh chị có hỏi tôi là làm sao để trồng cho nó một cây mới mua về nó khỏi chết. Chứ cũng có người mua về trồng một thời gian rất ngắn là cây nó chết thôi. Thì trước hết mà nói thì kể cả bản thân tôi, có lúc trồng cây vẫn bị yếu và chết. Tuy nhiên là khi mà mình biết rồi thì mình sẽ hạn chế được. Thế thì kinh nghiệm gồm những cái gì? Những vấn đề gì chúng ta cần quan tâm? Cái thứ nhất là chúng ta chọn cây. Chọn mua một cái chậu cây thì mọi người quan tâm đến sức khỏe của cây. Tất nhiên là khi mua thì chúng ta vẫn muốn có hoa để ngắm rồi. Ít người mà không muốn mua cây có hoa lắm. Thà rằng mua đắt 1-2 chục nhưng mà có cây có hoa là nó được có mấy vấn đề thế này này. Cái thứ nhất là chúng ta biết được mặt hoa chính xác. Cái thứ hai nữa là về chúng ta thấy được hoa liền thì cũng có cái hấp dẫn. Còn có thể là khi sau khi chúng ta biết được chính xác cây này là hoa đó rồi, chúng ta không bị sợ bị nhầm, bị sai giống. Thì về có thể để dưỡng cây thì mọi người cho nó ra hoa một thời gian ngắn rồi chúng ta cắt bỏ đi. Hai nữa là chúng ta có thể để lại ít bông thôi để cho nó có duyên. Còn lại cái phần trên chúng ta cắt bớt cho nó đỡ mất sức. Đó là tùy theo cái cách của từng người. Nhưng đối với tôi thì hầu hết các cái cây hoa mua về thì tôi đều giữ nguyên. Hầu hết là để nguyên chứ không cắt bớt. Đối với cây thì chúng ta chọn cái cây là nó không bị bệnh. Cái số thân thì tùy theo từng chậu. Khi mua thì số thân càng nhiều thì nó sẽ càng giá nó càng cao. Cây gì cũng thế thôi. Còn khi mua về thì chúng ta cần phải xử lý như thế nào? Cái thứ nhất là trong quá trình vận chuyển, nếu như mà rễ hay lá hay thân mà nó có bị dập sơ sơ ấy, nó bị ảnh hưởng sơ sơ, thì chúng ta vẫn phải để cây sau 2 ngày, ít nhất là 1 ngày, thì chúng ta mới tác động đến việc tưới tắm.
Còn khi mua về chúng ta có thể là dỡ ra để trồng ngay được, nhưng mà riêng việc tưới ấy, là phải để ít nhất là 1 ngày để cho quá trình vận chuyển, thứ nhất là những cái vết xây xước nó lành lặn lại, hai nữa là về cái nơi mới thì nó quen cái khí hậu một tí đấy. Bây giờ tôi xin chia sẻ một cách chung nhất đối với việc là chúng ta trồng cây vào chậu, tức là chúng ta sang chậu đấy và chăm sóc nó nhé. Cái thứ nhất là đối với cây khi người ta bán, hầu hết là các nhà vườn người ta đều chăm sóc nó với một cái chế độ khá là đặc biệt, đó là từ chế độ nước cho đến phân thuốc. Vậy nên trong thời gian đầu tiên về, mọi người không nên quan tâm nhiều đến các cái vấn đề là chăm sóc phân thuốc, bởi vì cái thứ nhất đấy là chúng ta chưa biết được cái chế độ chăm sóc của họ như thế nào, họ dùng cái loại phân thuốc gì. Về mà chúng ta sử dụng một cái loại phân thuốc nó khác đi á, thì nhiều khi nó tạo ra một cái sự bị sốc cây. Cây nó chưa quen với cái loại đó mà chúng ta dùng mà liều lại hơi cao một chút nữa thì cây nó bị sốc liền. Cái thứ hai nữa là khi những nhà vườn chuyên nghiệp họ chăm sóc cây để bán thì thường họ dùng cái liều lượng của phân thuốc nó hơi cao. Cái lượng tồn dư phân thuốc trong cây còn khá nhiều. Nên là chúng ta chưa cần tác động nhiều về phân thuốc. Và một điểm nữa ấy, là quá trình để mà bán cây đến mọi người này, thì nhà vườn người ta sẽ để cây khô từ 3 đến 5 ngày, sau đó tiếp tục là vận chuyển gửi đi khoảng 3 đến 5 ngày nữa là 10 ngày. Về chúng ta phải để 1 đến 2 ngày nữa cho nó quen khí hậu và liền cái vết thương. Thì như vậy tổng thời gian thông thường một cây khi đến tay chúng ta nó mất 8 đến 10 ngày là không được chăm bón mà lại phải bỏ trong thùng kín, thì cái bộ rễ này nó sẽ bị ảnh hưởng. Vậy nên là đầu tiên, việc đầu tiên chúng ta vẫn có thể thay chậu, nhưng mà chăm sóc phân thuốc thì từ từ. Còn quy trình thay chậu và chăm sóc, quy trình để chúng ta sang chậu như sau này. Về chậu trồng thì khi những nhà vườn hoặc như chúng tôi chẳng hạn trồng để bán thì thường dùng cái chậu nhựa, đặc biệt nhất là có thể cái loại nhựa mềm này, nó vừa rẻ lại vừa đóng gói nó dễ và nó nhẹ. Còn nếu như trồng vào những cái chậu này thì tốt nhưng mà sẽ không thuận lợi trong việc kinh doanh. Do đó bây giờ trồng chơi thì chúng ta sẽ xác định là trồng vào chậu như thế này, chậu đất nung. Và như tôi đã nói ở một số cái bài chia sẻ trước ấy, là đối với chậu đất nung thì chúng ta dùng cái loại chậu đất không tráng men, nó thô ráp nhưng mà cái độ ngấm nước của nó khá là tốt, nó có thể giữ được một lượng nước hoặc một cái lượng phân bón ở trong các cái thành chậu này, cây rất là thích bám. Còn về giá thể thì hiện nay nó có rất nhiều loại giá thể để chúng ta lựa chọn, tôi có thể là giới thiệu sơ sơ mấy cái loại này. Thứ nhất là bây giờ chúng ta đang dùng nhiều nhất là vỏ thông, hai nữa là có thể là than củi, ba nữa là cây dớn, dớn cọng, và có một số loại nữa còn cũng có thể trồng lên gỗ lũa thì cũng được. Có một cái loại giá thể nữa đó là viên đất nung, loại này thì rất là tốt, gần như trồng dùng cho cây gì cũng được, lan cũng được mà rau cũng được. Do đó là cái này tôi không nói đến, mà nếu như ai có điều kiện thì chúng ta có thể dùng cái này, nó cũng đắt hơn các loại kia một ít. Ví dụ như chúng ta trồng vỏ thông thì một cái chậu này hết khoảng tầm 2 đến 3 nghìn tiền vỏ thông, tiền giá thể chẳng hạn. Nhưng mà trồng đất nung mà đặc biệt nhất là cái viên đất nung của Thái Lan này thì có thể chúng ta phải mất từ 8 đến 10 nghìn. Còn viên đất nung của Việt Nam thì mất đến từ 4 đến 5 nghìn. Do đó là tùy vào điều kiện để mọi người có thể lựa chọn.
Còn tôi thì tôi trồng với vỏ thông thôi. Bây giờ tôi sẽ trồng với vỏ thông. Một cái lan vũ nữ khi mới mua về thì nó như thế này. Mọi người cứ mạnh dạn tháo bỏ phần chậu cũ đi. Khi lấy ra chúng ta thấy như thế này thì cơ bản cái bầu rễ của nó đang còn nguyên thì cũng không đáng lo ngại. Thế này thực ra cũng mới chuyển từ một cái chậu bé sang. Bây giờ chúng ta để nguyên thế này và ướm vào trong cái chậu mới ấy. Để khi trồng thì nó thấp hơn cái mặt, cái cổ lá này nó thấp hơn cái mặt này một khoảng 2 cm. Thì như vậy cái này là cũng là vừa này. Đấy, bây giờ chỉ có việc là chúng ta cố định cái cây này và bỏ giá thể, hoặc là chúng ta bỏ giá thể xong rồi chúng ta cố định. Thì đối với trồng lan vũ nữ thì chúng ta không cần dùng cái loại vỏ thông quá to, vì dòng này nó là thuộc dòng rễ nhỏ. Chúng ta có thể dùng các loại vỏ thông cỡ 1-2 hoặc cùng lắm là 2-3, nhưng mà nên dùng loại 1-2 là vừa. Nếu một cây trong điều kiện bình thường thì như thế này nó sẽ đứng vững, thì chúng ta chỉ cần bỏ giá thể vào là được thôi. Nhưng đối với tôi thì tôi luôn muốn cho nó vững vàng trước gió, hoặc là khi chúng ta di chuyển chậu. Đấy, thì muốn cho nó yên tâm ấy, thì mọi người dùng cái phương pháp là chúng ta ép cái cây này xuống này. Và tôi cũng đã chia sẻ khá nhiều trong một số nội dung rồi. Đó là tôi sẽ dùng một cái nan, cái loại nan lồng chim bằng sợi amiang, chứ không phải là cáp đâu. Họ bảo là nan lồng chim bằng cáp quang, không phải. Cáp quang nó rất là giòn, bẻ cái gậy ắc nó là thủy tinh đối với cáp quang ấy. Còn cái này nó là bằng sợi thì nó rất là có cái độ uốn cong nhất định và cái độ đàn hàng hồi rất là tốt. Nên là khi chúng ta ép cong như thế này thì cây luôn luôn đứng vững này. Thì bây giờ chúng ta sẽ sâu qua cái lỗ này. Sau đó cho nó luồn qua một cái khe của giữa hai cái thân cây và ép sang bên kia. Đây, như thế này chúng ta ép xuống thì cây nó sẽ đứng rất là vững. Đó, phương pháp của tôi rất là đơn giản như vậy thôi. Thì như thế này chúng ta có thể nhấc cây lên một cách rất là bình thường. Và giống như chúng ta trồng cây lâu lắm rồi. Đấy, thì như vậy cây đứng rất là vững. Mọi người khi di chuyển cây cũng như là khi chúng ta khi lỡ mày có gió thì cây không bao giờ lung lay gì hết. Chỉ có gió thổi mạnh thì đổ chậu thôi, chứ còn không thể là làm ảnh hưởng gì đến cây trồng trong này cả. Vậy nên là tôi nghĩ rằng đây là một cách mà mọi người nên tham khảo và chúng ta thử thực hiện. Trường hợp không có cái cây nan lồng chim này thì mọi người có thể thay thế bằng cách là chúng ta dùng dây buộc vòng qua đây và vòng xuống đáy chậu. Mục đích là chúng ta không cho cây này di chuyển lên xuống. Còn xung quanh thì đã có các cái giá thể này nó giữ rồi. Và như thế chúng ta bỏ thêm giá thể vào cho chắc chắn là được, kèm xung quanh. Sau khi trồng xong cây vào trong chậu như thế này thì mọi người yên tâm, chúng ta đem ra chăm sóc
theo những cây lan thông thường. Đó là khi mới thì mọi người hãy để nó ở những nơi thoáng gió và ánh sáng phù hợp, tránh ánh nắng trực tiếp và cũng tránh mưa. Việc tưới nước trong cái thời kỳ này á, thì chúng ta không nên tưới đẫm quá, mà làm sao tưới cho nó đủ độ ẩm ở trong cái phần giá thể, tùy vào điều kiện thời tiết để chúng ta tưới cho nó phù hợp. Tại sao một số người trồng mà khi mới á, cây mà có rễ như thế này thì chúng ta tưới bình thường, còn đối với cây mà chúng ta cắt bỏ rễ đi thì lưu ý nếu chúng ta tưới nhiều quá nó sẽ tạo thành cái ẩm, độ ẩm quá cao mà rễ thì không hút được thì nó sẽ dần dần dẫn đến thối và chết. Còn như cây thế này thì mọi người tưới bình thường, chú ý là chúng ta không tưới vào hoa để cho tránh việc là hoa nó nhanh tàn. Còn nếu như anh chị em nào muốn dưỡng cây thì đối với cành hoa này chúng ta có thể để lại 3 bông thôi. Cắt cả đi thì nó hơi tiếc, chúng ta để lại 3 bông để cho nó duyên dáng. Còn sau khi cái cần bông mới này nó lên tiếp chẳng hạn thì chúng ta có thể là cũng để lại 3 bông thôi. Còn nếu như ai mà mùa chăm sóc tốt ấy, thì mọi người cứ để bình thường cho nó ra hoa, chúng ta chơi cho hoa gần tàn thì chúng ta mới cắt bỏ. Thì đó là cái việc rất quan trọng để chúng ta làm sao cây nó khỏi thối khỏi chết ấy, là chúng ta phải cố định được cây và chế độ tưới của nó phù hợp. Nếu mọi người trồng ẩm quá và trong cái trường hợp bộ rễ nó chưa hút được nhiều nước thì nó sẽ dần dần sẽ dẫn đến ẩm mốc ở đây và bị thối các cái đầu rễ, sau nó lan vào và nó sẽ dẫn đến thối cây. Duy Anh cảm ơn các cô chú anh chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.